Không phải bạn Việt Nam, không phải em. A few moments later. Không phải bản Việt Nam hay bản Mỹ là những bản đắt nhất, mà đây mới chính là bản đắt nhất này anh em. Đó chính là bản ZA. Lý do mà bản ZA đắt nhất chính là bởi vì nó dùng được hai sim vật lý. Đây, cái khe sim của nó có thể lắp được hai mặt luôn, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng tháo lắp. Và kể là anh em có đi ra nước ngoài thì anh em chỉ cần mua cái sim lắp vào là được. Tuy nhiên nó chỉ đắt ở trên thị trường thôi. Còn mấy cái mã ZA mới về đây này thì như bản Mỹ không mất thêm tiền sim đâu anh em nhá. Nhưng con máy này là máy mới 100% chưa kích hoạt. Và khi anh em tra trên trang chủ của Apple sẽ thấy nó là hàng 1978 hoặc là 2007. Thì cái năm 2007 ấy, đấy là năm Apple cho ra mắt đứa con đầu tiên. Còn năm 1978 là ngày thành lập của Apple. Và hiện tại cái bản ZA 2 sim vật lý này em còn rất là ít anh em nhá. Ở đây em có 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro. Mỗi mã em chỉ còn dưới chục con thôi. Còn mã 5 là mã để sản xuất ra dành tặng cho các store làm demo. Và những con máy này là những con máy mà họ dư ra không dùng tới thì họ sẽ bán lại cho các đại lý nhỏ lẻ. Thế thôi, còn đâu là nó chả khác gì, với cả nó cũng không bị giới hạn gì cả. Quy trình sản xuất của những cây này ấy, thì nó cũng như là máy thông thường thôi anh em ạ. Còn ở thời điểm này ấy, thì hàng 2007 hay là hàng 1978 thì đã có rất nhiều. Và em cũng đang nói rất nhiều về vấn đề này rồi, thế nên là anh em cứ yên tâm sử dụng nhá. Bây giờ anh em muốn chọn một chiếc máy mới, giá hợp túi tiền, chất lượng ngon thì những con máy như này là quá hợp lý. Và đương nhiên là những con máy như này ngon hơn máy cũ đã qua sử dụng rất là nhiều. Còn nói ngon ấy thì ai cũng nói được, quan trọng là bảo hành ở nhà em như thế nào. Nhà em thì luôn cam kết là bảo hành 1 năm lỗi 1 đổi 1 tất cả những lỗi liên quan nhà sản xuất cho anh em, bao gồm cả rơi vỡ và sửa chữa free. Anh em không phải lo một cái gì hết, thế nhá.